Trương Dịch vẫy tay một cái. Vậy thì hôm nay đến đây thôi nhé. Mọi người cứ về nhà đi. Anh em hàng xóm trong lòng cay đắng chửi Trương Dịch vô liêm sỉ. Bây giờ thậm chí còn phải nhìn nét mặt của anh ta sao? Luân Cường đột nhiên nói, Trương Dịch, anh một mình ra ngoài quá vất vả đấy. Sao không mang theo thêm một vài người trong chúng tôi đi cùng? Tôi thấy chiếc xe máy trực tiếp của anh, đi 3-4 người cũng không có vấn đề gì. Mọi người giúp đỡ nhau tìm kiếm chắc chắn sẽ nhanh hơn. Trương Dịch nhíu mày nhẹ nhàng, anh ta đã nhận ra rằng Luân Cường có vẻ không ổn. Ngay lúc Luân Cường lao ra, Trương Dịch lập tức rút súng ra, liền không do dự bắn lủng trúng trán anh ta một lỗ. Trương Dịch cầm súng cười lạnh, những điều hắn ta nói đều là lời nói dối, tôi không muốn tin một chữ nào. Mọi người sắc mặt thay đổi, vội vàng lùi xa ngay về phía sau. Đừng làm điều ngu ngốc như vậy Trương Dịch, đừng giết người, anh không hiểu việc mình làm là sẽ như thế nào đâu. Ánh mắt của Trương Dịch trở nên sắc lạnh, liền nghe thấy một tiếng kêu thét vang lên từ hiện trường. Hàng xóm hoảng sợ và lập tức bỏ chạy trốn ra phía sau. Nhưng hành lang quá chật hẹp, đã có 4 người bị anh trực tiếp cho đăng xuất sớm. Không lâu sau đó, cuối cùng bác sĩ Châu và nhóm của cô tìm thấy Trương Dịch. Hỏi anh có bị thương không? Trương Dịch nắm chặt hai tay bác sĩ Châu, nói nhẹ nhàng, anh không sao, bé ơi, chỉ là va chạm nhỏ thôi. Trương Dịch đi lướt qua bên cạnh Lệ Mai một cách nhẹ nhàng nói, tôi luôn tốt bụng và tha thứ cho họ, nhưng nghe lời nói lạnh lùng của Trương Dịch, Lệ Mai trên mặt bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Anh ta đang nói với tôi đó hả? Trương Dịch đưa bác sĩ Châu về, hiện tại anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng và sắp xong rồi, nên những tay sai này cũng không thể tồn tại lâu. Trương Dịch nằm trên ghế sofa hỏi bác sĩ Châu, trong thời gian anh ấy không có mặt, có sự việc bất thường nào trong khu phố không? Bác sĩ Châu nghĩ lại và nói, bà Lâm để trả thù chuyện của Tiểu Hổ, đã giết chết mẹ của một đứa trẻ, nhưng sau đó đã được những người khác giải quyết, và còn có Trần Linh, người đứng đầu quản lý tòa nhà số 9. Cô ấy muốn em kết nối liên lạc với anh để bàn về một số việc. Trương Dịch trông ngạc nhiên, Trần Linh ư, cô ấy muốn anh nói chuyện gì với cô ấy? Review tập này kết thúc ở đây, cảm ơn anh em đã xem hết video này. Nếu thấy hay xin hãy ủng hộ mình một like, một sub và chia sẻ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những tập review Man Hill tiếp theo. Cảm ơn mọi người.